Rực lửa, cụ Tổng gặp gỡ tiểu phu đốt lò, bàn kế sách độc nhất vô nhị trừ tham nhũng. Sau hang ổ quan lớn Thanh Hóa tiếp tục gọi tên loạt đại án khủng khiếp. Thưa quý vị, 20 quan lớn thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa được gọi tên trong án kỷ luật của Trung ương vì những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về tiền tài sản nhà nước, kéo dài suốt từ năm 2010 đến năm 2021, tức hơn 10 năm. Trong vụ án này, có đến 2 nguyên bí thư tỉnh dính chàm vì nhiều sai phạm, trong đó có việc liên quan đến FLC và AIC. Dư luận cả nước đang râm ran vui mừng, nhưng sự thật chúng ta chỉ thấy cay đắng. Theo báo chí, cả 7 dự án FLC ở Thanh Hóa đều có vấn đề, chỉ điểm qua một việc vặt trong số ấy thôi khi chưa có tập đoàn FLC về xây dựng. Dọc bãi biển Sầm Sơn là nơi mưu sinh qua bao nhiêu thế hệ. Đến nay, khi FLC xây dựng xong thì người dân không được vào bãi biển để đánh bắt cá, cào ngao, mặc dù phần bãi biển trên không thuộc quản lý của tập đoàn. Người dân kéo lên tỉnh phản đối thì ông Bí thư tỉnh Trịnh Văn Chiến nói với báo chí: "Trong những ngày qua, tôi nghe nhiều thông tin hoàn toàn sai sự thật, đi sai với đường lối của Đảng, Nhà nước. Có sự kích động của một số người xúi giục bà con kéo nhau lên tỉnh là vi phạm pháp luật." Cùng thời gian này, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra công văn số 297 trên CVTU ngày 19 tháng 9 năm 2016 nêu: "Thời gian gần đây, một số tờ báo, nhất là các blog, mạng xã hội, phản động đã đăng những tin, bài phản ánh không đúng tình hình Thanh Hóa, trong đó có một số bài viết hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Đầu tư, hình ảnh, vị thế của tỉnh Thanh Hóa và uy tín hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa." Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo với Trung ương và tổ chức điều tra xác minh, kết luận và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và thật bất ngờ, chính cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời đó đã lớn tiếng viết những lời trên, nay lại đúng như những gì họ đã phủ nhận. Họ đã bị trưởng lò gọi tên, nhiều người tự hỏi, không biết lúc đó có người dân nào bị phạt tiền hay bị đi tù vì viết những bài mà họ gọi là vu khống bôi nhọ lãnh đạo kia không. Một bộ máy với tính chất tập quyền mà những người lãnh đạo cao nhất đã hư hỏng thì hậu quả của nó là không thể nào đong đếm hết được. Không phải chỉ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản nhà nước như báo chí đã nêu đâu, cứ nhìn mỗi sự kiện ngư dân bị mất sinh kế như đã nêu trên thì rõ. Số phận hàng trăm hàng vạn con người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí rơi vào bi kịch mà chẳng biết kêu ai. Nếu có kêu thì như đã thấy bị gọi là phản động, là vu khống bôi nhọ. Nói cái đắng là vì lẽ ấy và còn vì những sai phạm kéo dài suốt cả chục năm trời. Bây giờ họ đã thành nguyên lãnh đạo rồi mà mới khui ra bao nhiêu sự phá hoại và hậu quả đau thương đến đời sống của người dân gần như không thể khắc phục được nữa. Là một người con của xứ Thanh, tôi không thấy vui mừng gì trước sự kiện này cả. Chỉ hỏi mãi một câu rằng, tại sao không xây dựng lấy một cơ chế đủ tính khoa học để ngăn chặn tình trạng thao túng và sai phạm động trời thế này để phát triển bền vững thay vì miệt mài đốt lò. Viết đến đây, tôi lại tự hỏi, không biết hàng trăm hộ ngư dân Sầm Sơn mất biển kia bây giờ đang ở đâu, làm gì và cuộc đời họ đã thành ra thế nào sau một cái bắt tay vui vẻ của các quan. Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang thành củi cho lò tổng trọng. Báo chí trước đó đã đưa tin ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy kết đã có hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Sau 3 năm rời ghế Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến đột nhiên bị Đảng phanh phui tội trạng nghiêm trọng liên quan FLC và AIC. Cụ thể là ông Chiến bị cáo buộc có sai phạm trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án của tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết và công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện chưa rõ ông Chiến sẽ bị kỷ luật ở mức độ nào, cũng như có nguy cơ phải đối diện với vòng lao lý hay không. Tuy nhiên, khi tên tuổi ông được nhắc nhở trên báo chí, người ta nhớ ngay tới vụ việc hot girl xứ Thanh Quỳnh Anh, cựu quan chức Sở Xây dựng Thanh Hóa hồi năm 2017. Nhờ mối quan hệ này mà bà Quỳnh Anh đã có một quan lộ thần tốc từ chức vụ phó trưởng phòng lên trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Giờ ông Chiến bị lôi ra chịu trách nhiệm với những việc làm trước kia, đúng như cụ Tổng đã từng nói, cán bộ sai phạm không còn được hạ cánh an toàn. Ngày 19 tháng 6, chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá mới thành lập và hoạt động nhưng nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao. Các địa phương đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Tình trạng trên nóng dưới lạnh bước đầu được khắc phục. Một năm qua, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 600 vụ án, vụ việc tham nhũng vào diện theo dõi để tập trung xử lý. Nhiều địa phương phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, trong đó có cả nguyên bí thư, chủ tịch tỉnh. Số vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố tăng cao, số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp và cán bộ cả đương chức nghỉ hưu bị phát hiện xử lý nhiều hơn, phòng chống tham nhũng trở thành xu thế không làm không được, được dư luận nhân dân đồng tình. Thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ban chỉ đạo cấp tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên,
lần nào không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn thì phải đề xuất xử lý trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu ban chỉ đạo nơi đó. Tổng Bí thư nói và yêu cầu các địa phương khắc phục tư tưởng sợ sai, đồn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của bộ phận cán bộ. Các địa phương phải xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, người giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong gương mẫu, phải biết trọng danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng. Tổng Bí thư yêu cầu loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu chống tham nhũng quá mạnh sẽ cản trở phát triển, làm nhụt chí sáng tạo, làm cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai. Nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy sớm đứng sang một bên để người khác làm, ông nói. Chỉ đạo các cấp xử lý cán bộ, công chức vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư nói tình trạng này làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân. Chống tham nhũng trước hết phải giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân, kiên quyết xử lý các vụ án lớn và xử lý dứt điểm những vụ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư yêu cầu ban chỉ đạo cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ phối hợp xử lý dứt điểm các vụ án liên quan đến công ty Việt Á, AIC, FLC và Thịnh Phát, đăng kiểm, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Các thành viên ban chỉ đạo phải liêm, dũng, chính trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào, dám nói, dám làm vì lợi ích chung. Nếu không gương mẫu, giữ mình, vướng vào tham nhũng tiêu cực thì còn nói được ai, xử lý được ai. Tổng Bí thư nói, đề nghị có chính sách đãi ngộ hợp lý tạo động lực để những người làm công tác chống tham nhũng toàn tâm toàn ý với công việc. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, một năm qua, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, tăng gấp 3 lần so với năm trước khi thành lập. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đưa 444 vụ án và 156 vụ việc tham nhũng vào diện theo dõi. Đã có 530 vụ án với 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng bị khởi tố, 15 tổ chức đảng và 80 cán bộ công chức trong các cơ quan chống tham nhũng bị kỷ luật. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin nóng nhất trong các bản tin sau. Qua tay nhiều ông lớn, siêu dự án đối diện chợ Bến Thành vẫn dậm chân tại chỗ. Sau 10 năm, siêu dự án khu tứ giác Bến Thành thi công xong tạm dừng, tái khởi công rồi lại dậm chân tại chỗ giữa những nhộn nhịp đổi thay của thành phố Hoa Lệ. Hành trình 10 năm thăng trầm. Đối diện chợ Bến Thành, biểu tượng giao thương của thành phố Hồ Chí Minh, là một dự án cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố 100 triệu dân. Dự án văn phòng thương mại dịch vụ, căn hộ ở, khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn khu tứ giác Bến Thành có tên thương mại The Spirit of Saigon. Dự án có vị trí vô cùng đắc địa với mặt tiền 4 đường Phạm Ngũ Lão, Khan Meter, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính, giữa trung tâm của trung tâm quận 1 và gần những địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Mỹ thuật, ga Bến Thành, công viên 23 tháng 9. Thiết kế công trình gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và bố trí cách xa nhau. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng, bao gồm các căn hộ với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế với tầng hầm. Điểm nhấn kiến trúc của công trình nằm ở hai tòa tháp mà theo đơn vị chủ đầu tư thuộc tập đoàn Bitexco làm mang dáng dấp hai con rồng, biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Hai con rồng miệng ngậm hai viên ngọc thể hiện sức sống mới, sự phát triển mới của kinh tế Việt Nam. Năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho tập đoàn Bitexco đầu tư dự án trên với diện tích 8.537 m2. Sau đó, công trình được khởi công bởi nhà thầu Connection và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2018, dự án mới xong phần cọc móng và 6 tầng hầm được nghiệm thu. Theo Bitexco, đây là công trình đầu tiên xây 6 tầng hầm và trên thế giới cũng hiếm có dự án làm từng đó tầng hầm. Do đó, dự án đã gặp những khó khăn phức tạp kéo dài, không thể tránh khỏi, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan để thi công xong 6 tầng hầm. Khoảng năm 2018-2019, dự án có giai đoạn tạm thời dừng thi công. Trong thời gian này, pháp nhân trên giấy chứng nhận dự án được đổi từ tập đoàn Bitexco, công ty mẹ, sang công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory, công ty còn 100% vốn sở hữu của tập đoàn Bitexco. Bitexco sau đó cũng giải thích việc dừng thi công để tái cấu trúc từ công ty mẹ sang công ty con, do vậy cần có thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng thẩm định và thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật. Cuối năm 2019, dự án một lần nữa được nhà thầu Contechcon tái khởi công, thi công 10 tầng khối đế của dự án. Dự án dự kiến được bàn giao trong 10 tháng, tháng 8 năm 2020. Đầu năm 2020, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có văn bản xác nhận cho 214 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, Bitexco tuyên bố chưa đưa các căn hộ này ra mở bán tháng 3 năm 2020. Chủ đầu tư cũng lên kế hoạch triển khai xây dựng khối tháp từ cuối năm 2020 và phấn đấu hoàn thành dự án vào đầu năm 2023, dù thời hạn cho phép đến năm 2024. Tuy nhiên đến nay, dự án đã dừng thi công nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu khởi công trở lại. Sự xuất hiện và rời đi của Masterai Vivaland.
Đầu năm 2021, biển tên Master Home bất ngờ xuất hiện ở tường rào quanh công trường dự án. Cùng với đó, nhà thầu Newtekon cũng thế chân Contechcon để xây dựng siêu dự án này với tên gọi mới One Central Hồ Chí Minh. Một số báo cáo phân tích của công ty chứng khoán và đơn vị nghiên cứu thị trường cho rằng các căn hộ của dự án có thể được mở bán trong năm 2021 với giá trên 500 triệu đồng một mét vuông, thuộc diện đắt đỏ bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh bấy giờ. Master Home lúc này nổi lên với việc sở hữu loạt dự án hạng sang, hàng hiệu có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thi công dự án khi có Master Home xuất hiện cũng không có nhiều thay đổi đáng kể. Thậm chí sang đầu năm 2022, cái tên Master Home biến mất trên biển tên và công trình ngừng thi công. Một ngôi sao mới nổi khác là Vivaland trong hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thay thế trên hàng rào, làm nhà phát triển dự án One Central Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, Vivaland giới thiệu dự án này trong danh mục đang phát triển với tên gọi mới là Pearl. Nhà phát triển dự án là một doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác với đầu tư của một dự án để cùng nhau triển khai dự án đó. Có nhiều cách để hợp tác từ tư vấn đến đồng hành như một đối tác góp vốn. Nhà phát triển sẽ hỗ trợ chủ đầu tư trong việc huy động vốn, quản lý tài chính, giám sát xây dựng, bán hàng, v.v. Thông thường, các chủ đầu tư không đủ tiềm lực triển khai dự án, nhất là hạn chế về vốn, thì cần nhà phát triển dự án để hỗ trợ, giúp hồi sinh dự án. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chủ đầu tư và nhà phát triển dự án cùng hợp tác để tạo ra sản phẩm tốt phù hợp với thị trường, đảm bảo thanh khoản tốt nhờ thương hiệu công ty lớn. Cũng giống như Master Home, Vivaland xuất hiện trên thị trường gây ngỡ ngàng khi liên tục góp mặt trong các dự án đình đám, nơi đất vàng thành phố. Điển hình là IFC One Tower được đổi tên là Sài Gòn One Tower, góc đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt. Sau khi Vivaland xuất hiện, dự án tiếp tục được thi công. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2022, các lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt và dự án cũng án bình bất động từ đó đến nay. Logo Vivaland bên ngoài tường rào bao quanh dự án được gỡ bỏ hoàn toàn. Hiện tại, công trình vẫn được giới thiệu của chủ đầu tư Sài Gòn Glory như ban đầu, không có thêm các nhà phát triển dự án. Sức khỏe Sài Gòn Glory. Sài Gòn Glory được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Trong 2 năm 2018-2019, doanh nghiệp không có doanh thu và lỗ sau thuế lần lượt 3 tỷ đồng và 134 tỷ đồng. Cuối năm 2019, doanh nghiệp có nợ gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, tổng nợ phải trả là 20.800 tỷ đồng. Năm 2020, Sài Gòn Glory phát hành 10 đợt trái phiếu với trị giá 10.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu tiên 11% một năm. Từ năm thứ hai, lãi suất không thấp hơn 11% một năm, là lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng cho khách hàng cá nhân của Vietcombank, cộng 4,5% một năm. Các đợt trái phiếu này đáo hạn vào tháng 6, tháng 7 năm 2023 và tháng 8 năm 2025. Tháng 10 năm 2022, sau lùm xùm về khả năng thanh toán trái phiếu trên thị trường tài chính liên quan vụ lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, Sài Gòn Glory có cam kết mua lại trước hạn toàn bộ 10.000 tỷ đồng trái phiếu này theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, công ty mua 5.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn không muộn hơn 12 tháng 6 năm 2023, còn giai đoạn 2 không muộn hơn 12 tháng 6 năm 2024. Tháng 4 vừa qua, Sài Gòn Glory có báo cáo về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu của năm 2022 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, trong năm 2022, công ty này có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu cho 10 lô phát hành bên trên, tổng thanh toán gần 1.110 tỷ đồng. Nóng rực, thượng tầng Quảng Ninh bấn loạn, Đinh Văn Nơi nắm chắc gót chân trùm cuối, lộ ra tướng tham mưu Đỗ Hữu Ca chỉ là lính, cụ tổng lệnh cho bay màu cả động. Thưa quý vị, vụ án Đỗ Hữu Ca tới nay đã trở nên gay cấn và kịch tính hơn bao giờ hết. Không chỉ là bề nổi, việc ăn 35 tỷ của ông tướng tham Đại Ca Ca rồi bị tớ nơi hốt về đồn, mà ẩn sau đó đã có quá nhiều sự thật kinh hoàng về lợi ích nhóm tới tận thượng tầng điều hành. Sau khi tổng trọng cho cả tướng Tô Lâm vào luôn trận địa kết hợp cùng Đinh Văn Nơi thì gót chân của ông trùm đã bị điểm chỉ. Giờ đây, cả giới quan trường đất mỏ lẫn thế lực ở trên đã bấn loạn. Vì thế như sắp tới, cụ tổng mạnh tay hạ lệnh để tướng Nơi vào tận đại bản doanh trao lách bạc cho ông lớn, thì số phận cả hàng trăm ông hòa thân khó mà thoát khỏi lửa lò công lý. Tới đây, án Đỗ Hữu Ca tưởng chừng như đơn giản, nhưng không ngờ nó lại còn phức tạp hơn cả đại án Trương Mỹ Lan. Nói như vậy, để nhiều người hình dung động chính trị này tầm cỡ tới mức nào. Và đây cũng sẽ được xem là đại án thế kỷ để Đinh Văn Nơi vươn mình tiến về Trung ương, phụ tá tổng trọng. Tuy nhiên, án Đỗ Hữu Ca sẽ khác Trương Mỹ Lan khi tới nay nhiều giới chính trị có đánh giá cho rằng Đinh Văn Nơi là một tướng công an giỏi nghiệp vụ, nhưng Đỗ Hữu Ca cũng không hề kém về nghiệp vụ. Người ta ví von Đinh Văn Nơi là dũng tướng, thì ông Ca cũng là viên tướng tài, chứ không phải tay ngang. Vì thế mà sự đấu trí với Đỗ Hữu Ca để lôi ra ánh sáng những nhân vật siêu khủng phía sau sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của Đinh Văn Nơi. Hãy chờ xem
Đinh Văn Nơi sẽ làm được gì và số phận của Đại Ca Ca sẽ ra sao, cùng làm rõ ngay sau đây. Sau lệnh từ Đinh Văn Nơi, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ông Đỗ Hữu Ca đã khiến những thế lực chính trị rúng động. Được biết rằng, vụ bắt này được Bộ Công an công bố. Người phát ngôn Bộ Công an kiêm trợ lý cho ông Tô Lâm là ông Tô Ân Sô đã công bố trước báo chí mới đây. Ông Tô Ân Sô cho biết, việc bắt giữ ông Đỗ Hữu Ca là sự phối hợp giữa Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Nghĩa là vụ bắt bớ này là sự phối hợp giữa Tô Lâm và Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi từng tuyên bố rằng, tôi lựa ai làm sai mà quen lớn tôi bắt trước. Việc ra Quảng Ninh tóm Đỗ Hữu Ca cho thấy ông Đinh Văn Nơi làm thật, bởi ông Đỗ Hữu Ca là một người có quen biết lớn. Một nguồn tin ẩn danh cho biết, đằng sau Đỗ Hữu Ca là một đường dây. Ông này không phải làm việc độc lập. Ông Đỗ Hữu Ca năm nay 65 tuổi, là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2019. Trong thời kỳ ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất tại Tiên Lãng vào tháng 1 năm 2012, gây chấn động dư luận xã hội. Việc Đinh Văn Nơi không hoạt động một mình mà phải có sự kết hợp với Bộ Công an, và vụ án này được Bộ Công an công bố cho thấy đây là vụ án lớn. Bởi nếu vụ án nhỏ thì một mình ông Đinh Văn Nơi đã xử lý được chứ không cần phải phối hợp. Địa bàn tỉnh Quảng Ninh là nơi có nhiều mối quan hệ phức tạp, đồng thời quan hệ xuyên tỉnh, xuyên biên giới. Những nhóm nhỏ có quy mô trong tỉnh đã bị bóp nghẹt. Ngoài ra, ông Đỗ Hữu Ca có mối quan hệ cả đen lẫn đỏ. Ông quen biết và sử dụng giới xã hội đen Hải Phòng và rộng hơn là giới xã hội đen xuyên biên giới từ Trung Quốc đến Quảng Ninh, đồng thời liên kết với các tỉnh thành khác của Việt Nam. Đỗ Hữu Ca là một mắt xích hiểm yếu liên kết giữa hai thế lực đen đỏ. Việc mất đi mắt xích này có thể làm lộ ra nhiều vụ án khác lớn hơn. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho chùm buôn hóa đơn tên là Trương Xuân Đức, 52 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, khi người này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Một ông tướng công an với miếng bánh 35 tỷ thơm ngon, tương đương với 1,5 triệu đô la, một con số quá sức tưởng tượng của nhiều người. Theo ý kiến của một người thạo tin cho biết, sở dĩ ông Đỗ Hữu Ca ăn quá đậm như thế là vì ông Đỗ Hữu Ca biết đường dây buôn bán hóa đơn có quy mô rất lớn nên ra giá thật chát. Vấn đề sẽ không có gì đổ bể nếu không có chuyện Đỗ Hữu Ca nổi lòng tham, nhận tiền mà không được chạy án, hoặc chạy mà không được nhưng vẫn không trả lại tiền. Đối với một quan chức tại các nước tiên tiến, việc kiếm ra số tiền đến 1,5 triệu đô la có thể mất hàng chục năm làm việc. Vậy mà chỉ cần một cái gật đầu, Đỗ Hữu Ca đã kiếm 1,5 triệu đô la. Cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao rằng chỉ có một miếng đã có 1,5 triệu đô, thì trong bao nhiêu năm qua, ông Đỗ Hữu Ca đã không biết có được bao nhiêu miếng lớn nhỏ như vậy rồi. Liệu số tiền mà tướng Ca đã nhận cho tới nay có phải chỉ dừng lại ở hàng chục tỷ hay không? Vậy câu hỏi đặt ra là, căn bệnh ăn đậm này có phải của riêng Đỗ Hữu Ca nhận đủ hay không? Hay ông Ca chỉ là bình phong môi giới để đứng ra thương thảo nhận tiền rồi chia cho ông trùm để ra chỉ thị? Nhưng do lò tổng trọng cháy mạnh quá và Đinh Văn Nơi liên tục làm mạnh tay nên đã khiến động tướng này chùn bước, chưa làm nhưng vẫn muốn nuốt tiền. Trước đây, vụ án Dương Chí Dũng và Trương Mỹ Lan cũng đã cho thấy các động chính trị bắt tay với kinh tế luôn có một ông trùm ẩn mặt nhưng quyết tất. Và vụ án này đã có rất nhiều quan chức cấp bộ trưởng, thứ trưởng đều kiêm nhiệm luôn việc chạy án. Tất nhiên họ không nhận trực tiếp. Còn nhớ ông Dương Chí Dũng từng khai trước tòa là đã đưa cho một thiếu tướng số tiền là 500.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Dương Chí Dũng còn khai ông nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan 1 triệu USD đưa cho ông này. Sau khi sự việc nhận hối lộ triệu đô bị lộ, ông sau đó đã ra đi đúng lúc vụ án đang gần lần ra manh mối cuối cùng với căn bệnh ung thư bí ẩn. Sự ra đi của ông tướng này làm cho cơ quan công an đứt mạch điều tra. Nhờ đó, người nào cao hơn ông nhận số tiền hối lộ mãi mãi là bí ẩn. Trong trường hợp ông Đỗ Hữu Ca nhận hối lộ đến 1,5 triệu đô la, một số tiền rất lớn như thế, ắt ông Đỗ Hữu Ca không phải nhận cho một mình ông ta mà là chuyển cho ai đó một phần không nhỏ. Ai đó mà có thể tác động vào hệ thống tư pháp và bộ máy điều tra để dìm cho một vụ án lớn chìm xuồng. Con số 35 tỷ Đỗ Hữu Ca không thể ăn trọn. Vụ án Đỗ Hữu Ca còn đang trong giai đoạn điều tra. Vẫn còn đó những người nhận tiền chạy án qua tay Đỗ Hữu Ca chưa lộ dạng, đang như ngồi bên đống lửa. Nếu Đinh Văn Nơi mà khai thác ra người nào bên trên ông Đỗ Hữu Ca, thì việc ông Đỗ Hữu Ca có thể nhận cái kết đắng
và nếu Tổng Trọng sử dụng kế sách an toàn từ từ lần tới ông Trùm thì sớm muộn ông chủ cũng xuất đầu lộ diện. Có đánh giá cho rằng Đinh Văn Nơi là một tướng công an giỏi nghiệp vụ, tuy nhiên ông Đỗ Hữu Ca cũng không hề kém về nghiệp vụ. Như bài phân tích trước đây đã có ví von ông Đinh Văn Nơi là dũng tướng thì ông Đỗ Hữu Ca cũng là viên tướng tài chứ không phải tay ngang. Sự đấu trí với Đỗ Hữu Ca để lôi ra ánh sáng những nhân vật khủng hơn sẽ chứng tỏ bản lĩnh của ông Đinh Văn Nơi. Hãy chờ xem Đinh Văn Nơi làm được gì. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng, Sư Minh Tuệ không phải tu sĩ nhà Phật, tất cả đừng nên u mê nữa, đừng làm xấu hình ảnh nhà tu. Thưa quý vị, hiện tượng Sư Minh Tuệ, một vị khất sĩ đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua đang rất được lòng và sự tôn kính của người dân Phật tử. Tuy nhiên, với lối tu theo khổ hạnh, hạnh đầu đà, ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, mặc áo vá, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, đã làm Phật lòng nhiều ông sư ngồi mát ăn bát vàng ở chùa cao cổng trọng. Đáng nói hơn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng cho rằng người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, cụ thể như sau. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo nêu rõ trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội, tất cả đừng u mê. Theo thông báo, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận ảnh hưởng đến uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Với những khẳng định trên, dù đúng theo pháp luật và luật riêng của Giáo hội Phật giáo có người đứng đầu, nhưng đã gây phản ứng mạnh đối với quần chúng nhân dân đang mến mộ, sùng bái thầy Minh Tuệ đang được ví như Phật sống. Đến hôm nay, Sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Tôi không thích dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về Sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà, một số nhìn vào hành trang và y áo của ông mà chỉ trích. Nào là ông tự làm khổ, nào là thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những người chỉ trích ông đâu biết rằng Sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch, thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục, tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Các khổ hạnh ấy là luyện thân khiến cơ thể phải chịu nhiều khổ đau, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh đầu đà nghĩa là đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân, nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ, cho nên Đức Phật nói ở đâu có giới hạnh, ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu, vì ở pháp hành này giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si.
Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi, giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say, ly bì. Mặc ba y thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu, giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, Hạnh Đầu Đà sao không sống độc cư ở trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Thưa rằng thời này tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể, và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định chọn lựa cách bộ hành đi khắp đất nước? Như ông trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai, vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đó khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Cho nên, ông tu khổ hạnh như vậy có cần cái gọi là giấy phép của giáo hội Phật giáo hay không? Tội phạm lập công ty làm bình phong để mua bán ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, nói về phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, các đối tượng phạm tội lập công ty làm bình phong để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép hoặc cất giấu trong máy móc, hàng hóa. Tại Kiên Giang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian vừa qua, do chịu áp lực từ tình hình tội phạm trên thế giới và khu vực, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Ma túy từ Campuchia vận chuyển qua biên giới Tây Nam, tập trung là các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và gần đây đang có xu hướng dịch chuyển sang tỉnh Bình Phước, An Giang, và từ Lào qua các tỉnh Bắc miền Trung rồi tập kết tại các kho thuộc các tỉnh giáp danh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy thường xuyên được thay đổi, tinh vi xảo quyệt, trong đó chúng thành lập các công ty bình phong để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc cất giấu ma túy trong người, trong khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, giấu lẫn trong các hàng hóa cồng kềnh như kiện hàng, máy móc, hàng hóa nông, hải sản. Sau đó đóng thành kiện gửi các xe khách xuyên Việt từ nước ngoài thẩm lậu vào nước ta. Một phần ma túy được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một phần tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ như Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hoạt động tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm trong các khu chung cư, nhà cao tầng, biệt thự, biệt lập gia tăng. Đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước thuộc châu Âu như Đức, Séc, Hà Lan về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, phần lớn qua sân bay Tân Sơn Nhất dưới hình thức quà biếu. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam hoạt động manh động, liều lĩnh, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng hoặc đâm xe vào lực lượng chức năng để chạy trốn khi bị phát hiện bắt giữ. Thu giữ trên 1,8 tấn ma túy tổng hợp trong 1,5 năm. Vẫn theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong 1,5 năm triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ về ma túy, về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, Công an 6 tỉnh trên tuyến và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau đã chủ động ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị đã phát hiện bắt giữ 4.077 vụ, 8.795 đối tượng. Vật chứng thu giữ trên 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 136 kg heroin, trên 278 kg cần sa, 6 kg cocaine, 37 khẩu súng, 306 viên đạn và 1 lựu đạn. Bắt vận động ra đầu thú, thanh loại 93 đối tượng truy nã. Cùng với đó, toàn tuyến đã triệt xóa 133 điểm, 27 tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa 448 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, đã phát hiện 17 vụ, 13 đối tượng, nhổ tiêu hủy 280 kg cần sa. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân thuộc C04 và Công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện phương án nghiệp vụ số 3633, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11